Đây là bộ phim cổ trang Hàn Quốc hay nhất mà Lan từng xem, khiến biết bao khán giả phải khóc thương, kể về câu chuyện tình yêu giữa hoàng tử trẻ tuổi và cô gái mất trí nhớ trở thành nữ pháp sư. Lan hôm nay sẽ giải thích cho mọi người về bộ phim Hàn Quốc kinh điển này, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Một nữ pháp sư có khả năng nhìn thấy tương lai của người khác, được cứu bởi bà chủ đang mang thai. Khi nữ pháp sư tỉnh lại, nữ pháp sư thấy bụng của phu nhân, ngay lập tức đứng hình, cô ta nhìn ra rằng đứa trẻ mà phu nhân đang mang sẽ trở thành nữ hoàng của triều đại Joseon. Nhưng trước khi kịp chúc mừng phu nhân, khuôn mặt của nữ pháp sư lại trở nên nghiêm túc. Vì cô cũng thấy rằng dù cô bé có số mệnh của nữ hoàng, nhưng cũng vì điều này mà gặp phải họa diệt mạng do phu nhân đã cứu mạng nữ pháp sư trước đó, ngay trước khi phu nhân ra đi. Nữ pháp sư hứa rằng cô sẽ bảo vệ đứa trẻ của phu nhân dù phải chết, nhưng không may, nữ pháp sư bị cuốn vào cuộc chiến trong triều đình và sớm bị bắt. Trước khi chết, cô ủy thác người bạn cũng là nữ pháp sư bảo vệ đứa trẻ của phu nhân. Cô nói với người bạn rằng cô đã thấy từ cô bé này rằng Joseon tương lai sẽ có hai người tranh giành vương vị. Khi người bạn hỏi tên cô bé là gì, nữ pháp sư cũng không biết. Dưới sự thúc giục của người gác cổng, hai người chia tay. Chẳng mấy chốc, nữ pháp sư bị xử tử bằng cách tứ mã phanh thây. Khi cô chết, mặt trăng của Joseon cũng đã chào đời. Cha mẹ đặt tên cho đứa trẻ là Han Ga-in. 13 năm sau, người bạn của nữ pháp sư trở thành nữ pháp sư quốc gia. Ga-in cũng đã trở nên xinh đẹp vào ngày này vì anh trai Đỗ Trạng Nguyên. Ga-in đi cùng mẹ vào cung để xem lễ công bố kết quả thi của anh trai. Một con bướm đã thu hút sự chú ý của Ga-in. Cô theo đuổi con bướm vào trong cung, thậm chí không nhìn thấy hoàng tử đang chuẩn bị trèo qua tường ra khỏi cung. Hoàng tử không chớp mắt nhìn Ga-in. Khi Ga-in quay đầu lại, cả hai ánh mắt nhìn nhau. Hoàng tử vô tình trượt khỏi thang, làm Ga-in ngã. Hai người đứng lên một cách ngại ngùng. Hoàng tử nghiêm túc hỏi Ga-in tại sao cô lại ở trong cung. Ga-in không biết thân phận thực sự của hoàng tử, cô nghi ngờ anh là kẻ trộm. Ngay khi cả hai còn đang tranh cãi, những người hầu tìm kiếm hoàng tử đã nghe tiếng và tới. Hoàng tử kéo Ga-in chạy khắp cung, chạy mãi mới thoát khỏi người hầu, thấy người hầu thì chạy. Điều này càng làm Ga-in nghi ngờ hoàng tử là kẻ trộm. Hoàng tử không còn cách nào khác nên nói dối rằng anh đến tìm anh trai mình. Vì anh trai anh là con riêng và đã bị cha đuổi ra khỏi nhà, trở thành người hầu trong cung, điều này khiến Ga-in cảm thông. Và cô đã mạnh mẽ chỉ trích chế độ thê thiếp trước mặt hoàng tử. Sau khi ra khỏi cung, hoàng tử sai một cô hầu gái gửi cho Ga-in một cái khăn tay, nếu cô đoán được ý nghĩa trong đó, cô sẽ biết được danh tính của anh. Khi về nhà, Ga-in mở khăn tay, Ga-in suy nghĩ từ trái sang phải mà không hiểu ý nghĩa của nó. Ga-in ra ngoài sân, viết và vẽ lên đất, đột nhiên hiểu rằng đó là ý nghĩa của ngày. Ngày vẽ ra là hình tròn, viết ra là hình vuông, không phải là mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây sao? Đúng lúc cô vui mừng, cô đột nhiên nhận ra, không phải mặt trời nhỏ được đại diện bởi ngày là hoàng tử sao? Nhớ lại những gì cô đã nói hôm nay, cô sụp xuống đất, nhưng thực ra, hoàng tử không quan tâm đến việc Ga-in phê phán hệ thống quốc gia hôm nay. Trái lại, vì sự thông minh của Ga-in khiến hoàng tử không thể quên cô. Người không thể quên Ga-in ngoài hoàng tử còn có anh trai của anh, Song Jae-hee. Người không được lòng cha, Jae-hee là bạn thân của Si-won, anh trai của Ga-in. Anh quen và yêu Ga-in sớm hơn, chưa qua vài ngày, do hoàng tử nghịch ngợm. Tất cả giáo viên của anh đều bỏ đi vì tức giận. Vua giao Si-won, người mới Đỗ Trạng Nguyên, làm giáo viên cho hoàng tử. Đây là một người đàn ông sáng lạn, còn cô là một công chúa trẻ. Khi nhìn thấy người đàn ông, công chúa có cảm giác như tình yêu sét đánh. Chỉ sau một ánh nhìn, không thể trách móc công chúa vì người đàn ông quá đẹp trai. Khi anh ấy còn đi học, mọi người cùng lớp đều nhường chỗ cho anh. Thậm chí chị phục vụ cơm cũng đặc biệt yêu ái anh. Mỗi lần ra phố, luôn có những cô gái nhà lành dừng lại để nhìn. Ngay cả kẻ thù muốn đánh anh cũng phải nhận thua ngay khi nhìn thấy khuôn mặt trực diện của anh. Một ngày kia, người đàn ông vừa Đỗ Trạng Nguyên được vua sắp xếp để dạy cho hoàng tử. Ngay khi bước vào cửa cung điện, đã có cô hầu gái mê mẩn và ngất xỉu đến trước mặt hoàng tử. Một giáo viên trẻ đẹp như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy. Hoàng tử hơi bất mãn, sao một người trẻ như vậy có thể dạy tôi? Bài học đầu tiên đã làm cho Si-won khó xử và anh ta đã quay về nhà. Em gái thấy anh trai có vẻ buồn bã, ngay lập tức biết rằng hoàng tử đã cố tình gây khó dễ. Cô đưa ra một ý kiến cho anh trai mình. Ngày hôm sau, Si-won tiếp tục dạy hoàng tử như thường lệ. Hoàng tử không nói một lời, tự ngồi chơi một mình. Vì vậy, Si-won tuyên bố kết thúc bài học, đứng dậy muốn đi. Điều này chính xác rơi vào bẫy của hoàng tử. Hoàng tử lập tức chế giễu Si-won là người mặt dày, không dạy gì cả nhưng vẫn nhận lương từ quốc gia. Si-won không vội vàng, anh đã dự đoán trước hoàng tử sẽ phản ứng mạnh. Vì vậy, anh ta thẳng thắn với hoàng tử, nếu ngài không thích tôi sẽ đặt một câu đố. Nếu ngài giải được, tôi sẽ từ chức và không bao giờ quay lại. Khi nghe thấy không bao giờ quay lại, hoàng tử ngay lập tức trở nên hứng thú. Hoàng tử đồng ý ngay lập tức. Vì vậy Si-won hỏi, thứ gì có thể làm cho mọi thứ trên thế gian tức thì trở nên tối tăm hoặc sáng sủa? Hoàng tử khẽ cười, cái này quá đơn giản rồi. Nhưng Si-won lại nói, hãy đưa ra câu trả lời vào lần học tiếp theo, đừng nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Lời này khiến hoàng tử mất chút tự tin và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trong sách. Công chúa So-hyun, em gái của hoàng tử, thấy những người hầu đang mang sách vào phòng anh trai mình.
nên đã chạy vào với sự tò mò. Khi nghe câu đố, cô ngay lập tức nói, phải chăng đó là mí mắt? Hoàng tử coi thường câu trả lời, nói rằng cô đang nghĩ quá nông cạn. Trong buổi học thứ ba, hoàng tử đưa ra câu trả lời của mình, chính sách của một vị vua, anh ta lấy dẫn chứng từ sách, nếu chính sách rõ ràng, thì cuộc sống của nhân dân sẽ sáng sủa, ngược lại, thì cuộc sống khó khăn, người dân gặp khó khăn và mọi thứ trên thế gian đều ở trong bóng tối. Khi hoàng tử tự hào đang chờ đợi chiến thắng, Si Wan lại nói, câu trả lời đúng là mí mắt, hoàng tử tức giận ngay lập tức, nói rằng Si Wan đang trêu chọc anh. Si Wan trả lời một cách không khiêm nhường, không hống hách, phải chăng chỉ có những câu trả lời phù hợp với ý muốn của ngài mới là câu trả lời đúng? Phải chăng chỉ có trong sách mới có câu trả lời, mọi thứ trên thế gian đều là câu hỏi và mọi thứ trên thế gian cũng đều là câu trả lời. Việc học cần tránh hai điều, sự kiêu ngạo tự cho mình biết câu trả lời và đánh giá mọi vấn đề dựa trên quan điểm của mình. Hoàng tử không phải là một người thiếu sáng suốt. Thấy Si Wan dám phản kháng mình, anh ta biết rằng đã tìm thấy người thầy đúng. Ngay lập tức, anh cúi đầu biểu hiện sự tôn kính với Si Wan. Tất cả những điều này đều được vua nghe từ phía bên ngoài cửa. Ông rất cần những người trung thành như Si Wan để đối phó với các thế lực thù địch. Tin tức về việc hoàng tử tìm một người thầy nhanh chóng truyền đến công chúa. Điều này khiến công chúa tò mò về người đã khiến anh trai mình, người luôn tự cao tự đại, phục tùng. Cô muốn đi xem, vừa lúc hoàng tử và Si Wan đi ra khỏi phòng học để ăn, công chúa chỉ nhìn một lần và không thể quên Si Wan. Cô chạy đến yêu cầu cha cho phép cô học cùng hoàng tử, nhưng bị từ chối. Lee Seung, một quyền thần họ hàng với hoàng đế, lợi dụng cơ hội này để đề xuất với vua rằng họ nên tìm một người bạn học cho công chúa. Vua hỏi liệu có ứng cử viên phù hợp nào không? Kim Jong, một quyền thần khác cũng là họ hàng với hoàng đế, ngay lập tức đề xuất con gái của Lee Seung là Mi Kyung. Rõ ràng Lee Seung đã lên kế hoạch từ trước, muốn gửi con gái mình vào cung điện để cố gắng giành vị trí làm vợ hoàng tử. Vua hiểu rõ điều đó, ông đồng ý với đề xuất của Kim Jong. Sau đó tận dụng cơ hội này, vua đã thêm Ga In con gái của Jae Duk vào danh sách những người bạn học cùng công chúa. Ga In chính là em gái của Si Wan. Sự sắp xếp này đã làm cho Lee Seung và hoàng hậu đều cảm nhận được ý định của vua. Muốn kiểm soát quyền lực của họ hàng ở triều đình, họ phải tăng tốc độ đẩy Mi Kyung lên vị trí làm vợ của hoàng tử. Trong khi đó, một người đang cúng lễ cho người bạn đã mất. Người này không chỉ là pháp sư quốc gia hiện tại, mà còn là người bạn thân của pháp sư ngày xưa. Trước khi bị hành hình, pháp sư đã nhờ cô ấy giúp bảo vệ một cô gái. Nhưng bây giờ cô ấy thậm chí không biết họ và tên của cô gái đó. Cô gái vừa đi xuống từ xe ngựa, pháp sư ở một bên trợn tròn mắt. Bà ấy rõ ràng nhìn thấy tương lai của cô gái, dáng vẻ của hoàng hậu trong truyền thuyết. Ngay sau đó, một cô gái khác đến trước cổng hoàng cung. Bà pháp sư nhìn qua và thấy cô ấy phát ra ánh sáng đen che khuất. Bà pháp sư nhớ lại những gì bạn bè nói với mình 13 năm trước. Triều Tiên sẽ xuất hiện hai mặt trăng, tức là hai hoàng hậu. Và giờ đây, cả hai đều xuất hiện trước mắt bà. Ba người cùng nhau vào cung, hai cô gái quỳ trước mặt hoàng hậu, bà pháp sư ẩn sau màn che. Hóa ra hoàng hậu đã cố tình sắp đặt cảnh này để cho bà pháp sư xem cô gái nào có diện mạo của hoàng hậu. Mi Kyung, con gái của Lee Seung, không có diện mạo của hoàng hậu, nhưng có thể vững vàng ngồi tại vị trí hoàng hậu. Ga In, con gái của Jae Duk, có diện mạo của hoàng hậu nhưng có một tai ương chết chóc. Khi cuộc gặp mặt kết thúc, hoàng hậu gọi bà pháp sư ra để hỏi về kết quả. Bà pháp sư chúc mừng hoàng hậu, mọi thứ đều như ý muốn của bà. Mi Kyung sẽ trở thành chủ nhân của cung hậu. Cô biết rằng mình phải trả lời như vậy, nếu không Ga In sẽ không sống qua khỏi ngày mai. Hóa ra gia đình Mi Kyung là những người trong gia đình mẹ đẻ của hoàng hậu để củng cố quyền lực của họ hàng ở triều đình. Hoàng hậu và Lee Seung dùng cái cớ tìm bạn đọc sách cho công chúa đã gửi Mi Kyung vào cung để tiếp xúc với hoàng tử với mục đích giành được vị trí hoàng tử phi. Bà pháp sư ra khỏi cung hoàng hậu với khuôn mặt nghiêm trọng vì 13 năm trước người bạn đã nhờ cô giúp bảo vệ một cô gái có dáng vẻ của một hoàng hậu, người đó chính là Ga In. Rõ ràng Ga In không phải là đối thủ của Mi Kyung. Trong lúc chờ đợi công chúa, Ga In và Mi Kyung bắt đầu trò chuyện. Ga In muốn làm bạn với Mi Kyung, nhưng Mi Kyung tỏ ra khinh thường. Nhưng Mi Kyung nghĩ lại những lời cha trong cung, gây thù chuốc oán là điều tối kỵ, không bao giờ để lộ suy nghĩ thật của mình, đặc biệt là với đối thủ. Mi Kyung nhanh chóng thay đổi biểu cảm, nói rằng sẽ chăm sóc cho nhau trong tương lai. Sau đó hai người bắt đầu ngày học cùng công chúa. Vì công chúa thích Si Wan, anh trai của Ga In, nên tự nhiên cô ta quan tâm đến Ga In hơn. Mi Kyung bị lạnh nhạt, sự hận thù bắt đầu chồng chất. Ba người gặp vua trong cung, vua kể một câu chuyện cổ và hỏi ý nghĩa của nó với hai người bạn. Mi Kyung chủ yếu học đạo đức phụ nữ, không học nhiều văn chương nên không thể trả lời. Ga In trả lời rằng đây là câu chuyện về Cong Wang, một quan chức nổi tiếng của triều đại nhà Hán. Đặt vào môi trường hiện tại, ngài có lẽ muốn chúng tôi biết rằng chúng tôi không nên tiết lộ những gì chúng tôi thấy và nghe ở cung điện. Nghe xong, vua gật đầu vui vẻ. Trong lòng anh đã chấp nhận Ga In làm con dâu. Mi Kyung tức giận đến không chịu nổi. Lee Seung đã nhìn thấy tất cả những điều này. Khi trở về nhà, anh gọi con gái mình và trách móc cô vì không có tác dụng gì cả. Cô con gái biện hộ rằng Ga In có mối quan hệ sâu rộng trong cung, công chúa yêu anh trai cô ta. Vì vậy tự nhiên cô ta sẽ giành được cảm tình của công chúa. Hơn nữa,
có một người thuộc dòng dõi hoàng gia tên là Lee Hwan đã viết thư cho cô. Lee Seung không thể tin được. Anh hỏi lại tên của người thuộc dòng dõi hoàng gia đó. Mi Ki-ung trả lời là Lee Hwan, vì cô đã lén đọc lá thư đó. Ngày hôm sau, Lee Seung vội vàng vào cung để tìm hoàng hậu. Bởi vì Lee Hwan chính là hoàng tử, họ mới biết rằng hoàng tử và Ga In đã quen biết từ lâu. Họ phải tăng tốc hành động, không thể để vị trí hoàng tử phi thuộc về người khác để gặp Ga In. Hoàng tử đã yêu cầu thái giám gửi thư cho Ga In, nhưng thái giám đã gửi nhầm cho Mi Ki-ung. Mi Ki-ung mang theo lá thư đến Đông Hoàng Điện. Hoàng tử quay đầu lại, phát hiện ra đó không phải là Ga In. Anh ta ngạc nhiên đến mức mắt gần như lòi ra. Sau khi xin lỗi, hoàng tử vội vã rời đi. Mi Ki-ung lại bình tĩnh hơn nhiều. Cố tình để các cung nữ nhìn thấy cô ra khỏi Đông Hoàng Điện. Đây là việc tạo ra dư luận. Mọi thứ cũng như cô đã dự đoán, rất nhanh chóng được truyền đi trong cung đình. Khi biết được, vua triệu tập hoàng tử. Mặc dù hoàng tử đã giải thích sự việc, nhưng vẫn bị vua mắng vì tình cảm của anh ta có thể làm cho Ga In trở thành nạn nhân của cuộc chiến trong triều đình. Nghe những điều này, hoàng tử như ngộ ra, nhưng anh vẫn không thể từ bỏ tình cảm đối với Ga In. Vua cũng nhận ra rằng cần phải xác định nhanh chóng vị trí hoàng tử phi, nếu không sẽ xảy ra những rắc rối mới. Tại cuộc họp chiều vài ngày sau, vua tuyên bố rằng tất cả những cô gái từ 12 đến 16 tuổi trên toàn quốc đều bị cấm kết hôn, chuẩn bị để tham gia lựa chọn phi tần của hoàng tử. Buổi tối, hoàng cung tổ chức một buổi tiệc mừng lớn, một pháp sư quốc gia tiến hành nghi lễ, cô xuất hiện tại buổi tiệc như linh hồn rời khỏi cơ thể và cảnh báo Ga In nhanh chóng thoát khỏi và không tham gia việc lựa chọn. Nhưng trong nháy mắt, mọi thứ trở lại bình thường, Ga In không thể tìm thấy pháp sư nữa. Một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện và kéo cô đi. Người đàn ông bỏ mặt nạ chính là hoàng tử. Hoàng tử thể hiện tình cảm chân thật của mình đối với Ga In. Giải quyết hiểu lầm trước đó, cô không chạy trốn, cô muốn tham gia lựa chọn. Nhưng vào thời điểm này, Jae-hi, người yêu thích Ga In, và Mi Ki-ung, người yêu thích hoàng tử, đang nhìn vào hai người họ từ một khoảng cách không quá xa. Cuộc tranh đấu cho vị trí hoàng tử phi trở nên khó hiểu hơn. Lần đầu tiên trong đời, hoàng tử Jae-hi đã xin vua cha một việc, và đó là lấy cho anh một người vợ. Điều đáng ngạc nhiên là anh đã chỉ định rõ ràng rằng anh muốn Ga In, con gái của học giả lớn nhất trong triều đình. Vua ngạc nhiên khi nghe điều này, vì hoàng tử Lee Hwan vừa mới vào đây để xin điều này. Người mà anh ta muốn cũng là Ga In. Vua mắng hoàng tử vì đã phản bội nguyên tắc cốt lõi của quốc gia. Việc lựa chọn hoàng tử phi có một quy trình hoàn chỉnh, tất cả quyết định đều do hoàng hậu, người chủ trì hậu cung. Tuy nhiên, hoàng tử biết rằng hoàng hậu chắc chắn sẽ thao túng quy trình lựa chọn, đưa vị trí hoàng tử phi cho con gái của quan Lee Seung. Hiện tại, toàn bộ triều đình đều đang lan truyền rằng Mi Ki-ung sẽ trở thành chủ nhân của Đông Hoàng Điện, nơi ở của hoàng tử. Hoàng tử đã thương lượng với vua, đầu tiên anh sẽ thay đổi quy trình lựa chọn, sau đó vua sẽ tiến hành lựa chọn một cách công bằng. Vua cũng muốn xem người thừa kế ngai vàng tương lai sẽ sử dụng phương pháp gì để đánh bại hoàng hậu, vì vậy anh đã đồng ý. Bây giờ, đại hoàng tử Jae-hi lại đến xin hôn, vua tất nhiên sẽ không đồng ý. Jae-hi chạy ra khỏi cung điện trong tình trạng buồn bã, hai người con trai yêu một cô gái đã làm cho vua rối não. Nhưng anh không nghĩ rằng vừa ra khỏi cửa, anh lại gặp công chúa đang hỏi một cách bất thường. Sau khi biết lý do, công chúa nói với như một người trưởng thành, con đã lớn rồi, xin cha hãy gả con đi. Và công chúa đã chọn Si-wan, anh trai của Ga In, làm phò mã. Điều này khiến vua ngạc nhiên và ngay lập tức nói rằng không được, vì Si-wan là người vua đã chọn làm học giả xuất sắc nhất, với mục đích là để hỗ trợ hoàng tử chống lại quyền thế của Lee Seung. Trong tương lai, nếu Si-wan trở thành phò mã, theo quy định, anh không thể có bất kỳ quan điểm chính trị nào trong triều đình. Công chúa không thể hiểu những điều này và ngay lập tức bắt đầu khóc. Điều này khiến vua cảm thấy lo lắng. Không chỉ vua mà gia đình Ga In cũng cảm thấy lo lắng. Si-wan khuyên em gái Ga In không nên tham gia cuộc lựa chọn, vì Mi Ki-ung đã được chọn sẵn. Nếu Ga In cố gắng thúc đẩy và thất bại ở vòng cuối, cô sẽ không thể lấy chồng nữa và phải sống cô đơn suốt đời. Nhưng Ga In không muốn từ bỏ hoàng tử, và đồng thời, hoàng tử cũng không muốn từ bỏ Ga In. Hoàng tử cũng không ngồi chờ đợi, anh ta đã triệu tập một người. Người này là người điều hành Viện Hàn Lâm Joseon. Vì trong lòng của các học giả đều có tinh thần yêu nước mạnh mẽ và họ không muốn thấy quý tộc can thiệp vào chính trị. Với sự hỗ trợ của hoàng tử, ngày hôm sau, một nhóm học giả Joseon tụ tập trước cổng hoàng cung, yêu cầu vua loại bỏ quý tộc và đưa ra lựa chọn công bằng. Vua nhìn thấy đơn thư và biết rằng hoàng tử cuối cùng đã trưởng thành. Động thái này sử dụng sức mạnh của người khác để chống lại, sử dụng dư luận để kiềm chế lực lượng họ hàng nhà ngoại, thực sự không tồi. Vua cũng tận dụng lợi thế này, và vào buổi sáng sớm, trước mặt tất cả các quan chức, vua phê chuẩn đơn thư của các học giả bằng lệnh miệng. Việc lựa chọn hoàng tử phi sẽ phá vỡ quy tắc truyền thống mà hoàng hậu quyết định và sẽ được quyết định bởi vua và các quan viên. Để đảm bảo việc lựa chọn công bằng, biết được tin tức, hoàng hậu làm sao có thể chịu đựng. Cô tìm đến vua và yêu cầu hủy bỏ lệnh. Vua dường như nói một cách hòa nhã nhưng thực tế thì rất kiên định trong lòng. Anh đã không thể chịu đựng được những người họ hàng ngoại dẫn đầu bởi hoàng hậu, muốn làm gì thì làm. Hoàng hậu đã nêu ra sự kiện 13 năm trước, gia đình cô đã giúp vua tiêu diệt Hyun Chun, để chỉ ra sự cống hiến của những người họ hàng ngoại để củng cố quyền lực của vua. Vua bắt đầu tức giận vào thời điểm này.
Vì việc Hyun-chun là quyết định của hoàng hậu, hãm hại và giết người một cách hoàn hảo, vua đã bị lừa vào thời điểm đó. Khi vua biết được sự thật, mọi thứ đã quá muộn. Lúc này, vua lại đề cập đến chuyện cũ và hỏi hoàng hậu, tất cả những điều này thực sự là vì anh sao? Hoàng hậu không thể nói lên lời. Cuối cùng vua nói, việc lựa chọn hoàng tử phi sẽ được tiến hành một cách công bằng. Hoàng hậu tức giận vô cùng, trở về cung điện của mình. Cô quyết định rằng cô sẽ không dừng lại ở việc tranh đấu cho vị trí hoàng tử phi lần này. Tình hình căng thẳng bên trong cung điện và bên ngoài cũng không tốt hơn. Mẹ Ga In đang chỉnh chu cho cử chỉ và hành động của cô, nhưng trong khi dạy, mẹ cô nhìn lệ rơi. Mọi người đều biết rằng có thể không bao giờ trở về. Vì sao con gái vẫn cứ cứng đầu như vậy? Mẹ ôm chặt Ga In. Ga In đi đến sân sau, nhìn lên trăng trên bầu trời. Jae-hee từ từ đi lại. Anh ấy ban đầu đến để từ biệt Ga In. Nhưng anh ấy thực sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu thất bại trong việc lựa chọn và cuối cùng sống cô đơn cả đời. Anh ấy nói với Ga In rằng nếu cô ấy đồng ý, anh ấy có thể đi xa cùng Ga In và sống với một cái tên mới, không cần vị trí hoàng tử, không cần tước vị của Jae-hee, chỉ cần Ga In. Nhưng Ga In chỉ coi đó là trò đùa. Jae-hee mỉm cười và nói rằng thực sự đó chỉ là trò đùa. Sau khi chúc phúc cho Ga In, Jae-hee đi và đi khắp nơi. Cuộc lựa chọn cho hoàng tử phi đã bắt đầu đúng hẹn. Sau khi trải qua hai vòng, trong số hàng ngàn cô gái, chỉ còn lại ba người vào vòng chọn cuối cùng, vua đặt ra câu hỏi cá nhân. Ông hỏi các cô gái, nếu chúng ta chuyển đổi giá trị của ông thành tiền, sẽ là bao nhiêu? Ba cô gái tranh đấu cho vị trí hoàng tử phi. Cô gái đầu tiên không hiểu về tiền, cô đã nói một loạt các số từ hàng triệu đến hàng tỷ. Tiếp theo, cô gái thứ hai trả lời. Đức hạnh của vua rộng lớn như núi và biển, không thể đo lường bằng tiền. Cô gái nhỏ mạo muội nghĩ rằng, chỉ khi có thứ gì đó có thể đo được độ cao của trời và độ sâu của biển, mới có thể đo lường được đức hạnh của đức vua. Câu trả lời này có thể được coi là hoàn hảo. Vua và hoàng hậu đều mỉm cười. Cuối cùng, cô gái thứ ba trả lời, giá trị là một lượng. Các quan lại và vua đều ngạc nhiên. Cô gái tiếp tục nói, đối với người dân, một lượng tiền còn lớn hơn trời. Đức vua là bầu trời của nhân dân. Chính sách nhân từ của đức vua giúp mọi người đều có thể có một lượng. Vì vậy, ngài là biểu hiện thực sự của một lượng tiền. Ngài là cha của nhân dân. Câu trả lời này phù hợp với lòng nhân từ của ngài. Ga In đã thắng trong việc lựa chọn, nhưng hoàng hậu bên cạnh không hề vui mừng. Ga In không phải là người của cô. Cô muốn loại bỏ Ga In, không hài lòng với kết quả này. Còn có công chúa. Vì yêu mến anh trai của Siwan, cô yêu cầu mẹ mình khẩn cầu vua thu hồi quyết định. Nếu không thể lấy Siwan, cô sẽ chết. Nhưng mẹ cô không nuông chiều cô, mà đã la mắng cô một trận. Và như vậy, Ga In đã thành công trong việc trở thành hoàng tử phi. Nghe được tin này, hoàng tử vui mừng không tả được. Một buổi chiều, anh đã gửi tặng Ga In một món quà hạnh phúc. Hai người tình nhỏ đang sống những khoảnh khắc hạnh phúc của mình, chờ đợi ngày thực sự trở thành phi tần. Nhưng làm sao họ biết được, thời gian mà họ có thể duy trì sự vui vẻ giữa họ không còn nhiều. Không lâu sau đó vào buổi tối, hoàng hậu triệu tập nữ pháp sư quốc gia trước đám cưới. Hoàng tử phi được bảo vệ bởi những người của vua, vì vậy việc đầu độc và ám sát không khả thi. Bà ta yêu cầu pháp sư sử dụng phép thuật để loại bỏ Ga In. Pháp sư rất lúng túng, một người bạn thân đã nhờ cô bảo vệ Ga In, nhưng hoàng hậu đã dùng việc duy trì hoặc loại bỏ tinh túc sảnh làm đòi hỏi, vì vậy pháp sư chỉ có thể thỏa hiệp. Vài ngày sau, vào một đêm tối, hoàng hậu đã đến tinh túc sảnh và mang theo thông tin về ngày sinh và đồ cá nhân của Ga In. Pháp sư đốt các thông tin về ngày sinh và bắt đầu thực hiện phép thuật, chỉ thấy một cột khói đen từ lò hương mà bay lên. Và trong nháy mắt đã bay qua cổng cung điện và đến phòng của Ga In. Giống như một sợi dây đang siết chặt cô ấy, Ga In từ từ bò về phía cửa ra vào, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ngã xuống và khói đen cũng biến mất. Hoàng hậu hỏi pháp sư liệu mọi việc đã kết thúc chưa? Pháp sư trả lời rằng Ga In sẽ mắc một bệnh nặng, sau đó sẽ tự tử. Hoàng hậu mở một cánh cửa bí mật. Bên trong là công chúa đang run rẩy vì sợ hãi. Việc thực hiện phép thuật này cần một người để hiến tế và nguyền rủa Ga In, và người này chính là công chúa. Lý do làm như vậy là vì hoàng hậu và công chúa đã thỏa thuận, chỉ cần công chúa tham gia việc này, bà ta sẽ giúp công chúa có được Siwan, người mà công chúa yêu thích. Từ đó, cô gái ốm liệt giường và không thể đứng dậy. Tất cả các thái y đều không thể chẩn đoán được nguyên nhân. Một người ốm nặng như thế, làm sao có thể cưới hoàng tử? Vài ngày sau tại điện triều, việc giữ lại hay đi của Ga In đã bắt đầu được thảo luận. Nhóm quan lại có quyền lực do Lee Seung dẫn đầu, với lý do Ga In mắc bệnh nặng, không thể kế thừa huyết mạch rồng, yêu cầu lập thêm hoàng tử phi. Vua dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng Lee Seung nói có lý hơn, Ga In bị đuổi khỏi cung điện, hoàng tử khóc lóc chạy đến ngăn chặn, nhưng bị ngăn lại bởi vệ sĩ. Anh chứng kiến người mình yêu bị hy sinh trong cuộc đấu tranh tại triều đình. Hoàng hậu nhìn từ xa, cô và Lee Seung đã thảo luận về tất cả mọi thứ từ trước, với tư cách là thế tử kế nhiệm. Họ cần giữ chắc anh trong tay mình. Hoàng hậu gọi hoàng tử và nói với anh rằng anh phải tuân theo quy tắc của trời. Hoàng tử hỏi quy tắc của trời là gì. Hoàng hậu nói rằng Ga In nên sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Đó là quy tắc của trời. Do hoàng tử thay đổi quy trình lựa chọn, cô trở thành hoàng tử phi. Đó không phải là quy tắc của trời. Vì vậy cô bị bệnh. Thậm chí gia đình Ga In cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn vì che giấu bệnh tình.
Hoàng hậu muốn dùng điều này để khiến hoàng tử trở nên ngoan ngoãn, chịu đựng mọi điều, nhưng hoàng tử làm sao có thể từ bỏ như vậy? Gia đình Ga-in đã mời rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai chẩn đoán được bệnh của Ga-in, tình trạng của cô ngày càng tệ hơn. Cha của Ga-in cảm thấy khổ sở và đi dạo trong sân, bỗng dưng, một pháp sư đến và nói rằng có thể chẩn đoán được bệnh của Ga-in. Cha của Ga-in không còn cách nào khác nên chấp nhận cho pháp sư thử. Pháp sư nhìn Ga-in, cô nói với cha của Ga-in rằng Ga-in mắc một căn bệnh thần kinh, không có thuốc nào có thể chữa khỏi. Cuối cùng, cô sẽ càng ngày càng đau đớn và không thể xua đuổi bệnh thần kinh ngay cả khi cô qua đời. Cha của Ga-in hỏi phải làm sao bây giờ. Pháp sư nói, thay vì nhìn con gái mình chịu đau đớn, tốt hơn hãy dùng phép màu để kết thúc cuộc sống của cô sớm hơn. Cũng có thể xua đuổi bệnh thần kinh, cha của Ga-in không thể lựa chọn. Bên cạnh đó, ở nhà của Lee Seung, Mi Ki-ung hỏi cha mình, ông có giết Ga-in không? Lee Seung nói, nếu con muốn trở thành hoàng tử phi, đừng có lòng từ bi và cảm giác tội lỗi, cha sẽ giúp con sắp xếp mọi thứ. Ngày hôm sau, dưới sự chỉ thị của Lee Seung, quần thần đã khuyên vua lập thêm hoàng tử phi. Vua cảm thấy khổ sở nhưng không thể từ chối. Hoàng tử nghe được, anh đứng lên để tìm vua rút lại lệnh, nhưng bị quan nội viên khuyên từ bỏ. Quan nội viện nói với anh rằng việc này không chỉ vô ích mà còn khiến Lee Seung nắm lấy bằng chứng. Hoàng tử cảm thấy tức giận, anh không thể bảo vệ người mình yêu. Vào đêm hôm đó, anh lén lút ra khỏi cung điện và đến phòng của Ga-in, khóc và xin lỗi cô. Anh tặng cho cô một chiếc kẹp tóc phượng, hy vọng nó sẽ bảo vệ Ga-in. Ga-in cũng khóc và từ biệt với hoàng tử. Ngày hôm sau, Ga-in ho ra máu, tình trạng bệnh tật ngày càng nặng hơn, cha của Ga-in không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng anh đã quyết định sử dụng phép màu, cô gái đã uống thuốc độc mà cha cô đã chuẩn bị cho mình. Trước khi qua đời, cô vẫn an ủi cha mình không nên quá đau khổ. Cha cô, với nước mắt tuôn rơi, gọi tên cô, Ga-in, nhưng cô đã ra đi. Nhưng không ai nghĩ rằng, đối với Ga-in, đây không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới. Sau khi gia đình chôn cất cô, vào đêm đó, pháp sư đã đến và mở mộ cô. Tiếng sẻng đào đất đã làm thức tỉnh Ga-in trong quan tài, cô không biết mình ở đâu. Không khí ngày càng mỏng manh, buộc cô phải đấm mạnh vào quan tài. Đúng lúc này, một người tiến tới từ ngoài mộ, pháp sư quay lại, hóa ra đó là hầu gái của Ga-in. Với sự giúp đỡ của mọi người, Ga-in lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khi Ga-in thức dậy vào ngày hôm sau, cô hoàn toàn không nhớ mình là ai, cũng không nhận ra Min-seo. Hầu gái của mình, cô mất trí nhớ, điều này hoàn toàn giảm bớt rắc rối cho pháp sư. Cô nói với Ga-in rằng cô đã tìm thấy Ga-in trên phố. Vì Ga-in bệnh nặng, cô đã sử dụng phép màu. Đó là lý do cô mất trí nhớ. Từ giờ trở đi, Ga-in sẽ theo cô và trở thành một pháp sư và đặt cho cô cái tên là Mi-sun. Ga-in lúc này không còn lựa chọn tốt hơn nào khác, chỉ có thể đồng ý. Pháp sư đã từ chức vị trí quản lý của mình tại cung điện và cùng Ga-in rời khỏi kinh đô, đi về phía nam. Hoàng tử, người yêu thương Ga-in từ tận đáy lòng, không hề hay biết. Anh vẫn sống trong nỗi nhớ nhung về Ga-in, hàng ngày trôi qua mơ màng, mất phương hướng. Hoàng tử Jae-hee, người cũng yêu thương Ga-in, đã tìm đến anh. Anh đau khổ chửi rủa hoàng tử vì sự ích kỷ và yếu đuối của mình. Anh nói, hoàng tử luôn nói rằng anh yêu Ga-in, nhưng khi cô ấy như một tội nhân bị đuổi ra khỏi cung điện, anh đã làm gì? Khi cô ấy bị đau đớn tới cùng cực, anh đã làm gì? Khi cô ấy được chôn dưới lòng đất lạnh lẽo, anh đã làm gì? Bây giờ, gia đình của cô sắp bị lưu đày dưới mái nhà của người hoàng tử vĩ đại, anh đã không làm gì cả. Khi nhìn thấy Jae-hee tức giận, hoàng tử mới biết hóa ra Jae-hee cũng yêu Ga-in sâu đậm. Sau một cơn thổ lộ, hoàng tử Jae-hee đi mất. Anh hy vọng trong kiếp sau, anh có thể bảo vệ Ga-in, hoàng tử phi mới. Được xác lập rất nhanh, dưới sự điều hành của quyền thần hậu cung, Mi Ki-ung đã thành công trong việc lên ngôi hoàng tử phi. Ngày lễ cưới, trời rơi mưa mỏng, hoàng tử đưa tay ra, anh vẫn không thể quên Ga-in. Chớp mắt 8 năm đã trôi qua, hoàng tử đã lên kế vị và trở thành vua, Mi Ki-ung trở thành hoàng hậu. Vua cha trở thành thái thượng hoàng và hoàng hậu trở thành thái hậu. Nhưng triều đình vẫn bị Lee Seung và bè lũ của hắn kiểm soát do sự ghét bỏ Lee Seung. Vua đã không đụng chạm đến hoàng hậu Mi Ki-ung suốt nhiều năm qua, không có quan hệ tự nhiên không thể sinh con. Vì vậy, vị trí của Mi Ki-ung trong cung vẫn luôn không ổn định. Lee Seung thương lượng với Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu, đề nghị vua cùng với Mi Ki-ung tạm thời rời khỏi chính trị và đến cung điện ở ngoại ô để dưỡng bệnh. Vua ban đầu không đồng ý, nhưng Thái Hậu đã dùng việc tuyệt thực để ép buộc. Mẹ vua cũng nài nỉ, Mi Ki-ung quỳ trước cửa phòng của Thái Hậu, xin Thái Hậu thông cảm cho vua. Khi nghe tin, vua nhanh chóng tới. Ông giúp Mi Ki-ung đứng lên và thì thầm chế giễu sự giả tạo của Mi Ki-ung, cố gắng tạo dựng hình ảnh đức hạnh và thục đức. Còn nhớ những gì anh đã nói với cô khi mới kết hôn không? Cô và gia đình cô sẽ có được tất cả những gì cô muốn, nhưng đừng bao giờ mong muốn có được trái tim anh. Nhưng điều mà cô không nghĩ đến là, sau 8 năm, hiện tại Ga-in trở thành Mi-sun, người đã qua đời sắp sửa trở lại. Ở phía bên kia, pháp sư đang thực hiện nghi thức cúng lễ, đột nhiên nhận được một lá thư từ một nhà tiên tri. Trong lá thư, người ta viết rằng dòng chảy của khí của trời đang thay đổi,
và anh ấy muốn gặp pháp sư. Pháp sư để Mi Sun và Min Seo lại và nhanh chóng rời đi. Không còn sự ràng buộc của pháp sư, hai người không vội vàng lên núi mà bắt đầu dạo quanh thành phố. Lúc này, vua, người đã bị thái hậu ép rời khỏi cung điều trị bệnh, cũng đã đến nơi đây. Người dân xếp hàng muốn vào khu vực mà vua đi qua, muốn nhìn một lần nhan sắc của vua. Mi Sun và Min Seo cũng muốn tới xem. Một con bướm thu hút sự chú ý của Mi Sun. Cô theo dõi con bướm và đứng dậy, vô tình nhìn thấy vua. Cô đứng như trời giáng, cô có cảm giác như đã từng quen biết, nước mắt không thể kiểm soát chảy xuống. Min Seo, người hầu gái bên cạnh, vội vàng yêu cầu Mi Sun quỳ xuống, nhưng Mi Sun không chú ý, Min Seo không còn cách nào khác. Kéo Mi Sun chạy, thấy có người chạy trốn, binh sĩ đuổi theo. Trong đầu Mi Sun, một số ký ức mơ hồ xuất hiện. Hai người trốn thoát trong góc khuất, vua đến nơi đây muốn tìm hiểu sâu hơn về tình hình bách tính, nhưng luôn bị theo dõi bởi người của Lee Seung. Để thoát khỏi cái đuôi, vua mang theo vệ sĩ cá nhân của mình là Lee Won. Bầu trời tối dần và sương mù mịt mờ, vua đã lạc đường. Một bóng người không xa tiến lại, vua mơ hồ nhìn thấy Ga In khi còn nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, cả hai được Mi Sun mời vào nhà. Vua vẫn không rời mắt khỏi Mi Sun vì quá giống Ga In ngày xưa, cả giọng điệu khi nói chuyện, hành vi và cử chỉ đều giống Ga In. Vua nâng ly rượu và uống cạn. Mi Sun nói với vệ sĩ, làm sao có thể để vua uống trước, nếu có độc thì sao? Lúc này, vua kéo Mi Sun lại và hỏi cô ta làm sao biết được danh tính của mình. Vua hy vọng Mi Sun sẽ trả lời rằng cô ta chính là Ga In, nhưng Mi Sun nói là vì cô đã thấy rước kiệu của vua vào ban ngày, vua cực kỳ thất vọng. Sương mù bên ngoài dần tản ra, ánh trăng sáng tỏ, vua trở về trong sự thất vọng. Chưa qua bao lâu, vua đã trở lại kinh thành. Lần này khi ra khỏi cung, ông phát hiện ra rằng Kim Jong đã bắt rất nhiều người thanh niên trai tráng dưới danh nghĩa mở rộng hậu cung và còn có tình trạng tham ô. Ông ra lệnh cho Kim Jong phải nộp ngay danh sách và tất cả các loại hóa đơn. Ông muốn điều tra kỹ lưỡng mọi thứ. Kim Jong là người của Lee Seung, chắc chắn không thể để vua điều tra. Lee Seung đã tìm đến pháp sư của Joseon trong đêm để pháp sư gieo phù chú làm cho vua bị bệnh. Vua thực sự đã bị bệnh và ngay cả thái y cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Hoàng hậu đã báo cáo vấn đề này cho thái hậu, nhưng thái hậu không biết rằng Lee Seung đang làm điều xấu. Cô ấy nói rằng nếu con người không thể giúp được thì hãy dựa vào sức mạnh của thần linh. Cô ấy đã gửi người tìm vị pháp sư. Sau sự cố với người lạ lần trước, Mi Sun không còn muốn ở trên núi nữa và đã xuống núi để tìm thầy pháp sư của mình. Lúc này, người của thái hậu đã đến, họ mời pháp sư trở lại tinh túc sảnh, nhưng pháp sư từ chối. Ai ngờ, họ đã bắt Mi Sun làm con tin. Dọc đường, Mi Sun đã trốn thoát và tình cờ gặp được hoàng tử Jae-hee. Anh ta nhận ra rằng đây chính là Ga In ngày xưa. Nhưng cô gái không hề nhớ gì. Ngay lúc này, người đang đuổi theo Mi Sun đã tới. Hoàng tử Jae-hee để Mi Sun đi trước, nhưng kết quả là Mi Sun vẫn bị bắt và hoàng tử Jae-hee cũng bị thương. Mi Sun đã bị nhốt vào tinh túc sảnh. Một viên quan đã báo cáo cho thái hậu, gợi ý rằng công việc quan trọng nhất hiện tại là sử dụng Mi Sun như một pháp sư để che chở cho vua. Sợ rằng vua sẽ không đồng ý, thái hậu đã ra lệnh cho thái y bỏ thuốc ngủ vào trà của vua. Đêm đó, Mi Sun được người hầu trong cung chuẩn bị và đã được đưa vào cung của vua. Một vệ sĩ đứng bên cạnh phát hiện ra rằng đây không phải là pháp sư mà họ gặp khi bị lạc đường sao. Anh ta đặt tay lên thanh kiếm của mình. Nhìn vua đang ngủ say vẫn gọi tên Ga In, giọt lệ từ khóe mắt lan xuống. Mi Sun giơ tay đặt lên trán vua, hai người từng yêu nhau giờ đây. Gần nhau nhưng lại không thể nhận ra, có lẽ đây là điều đau khổ nhất. Sau đêm đó, tình trạng của vua thực sự đã tốt hơn nhiều. Anh ta có cảm giác rằng có ai đó ở gần mình đêm qua. Nhưng khi hỏi các quan viên trong cung, họ đều nói đó là do phù chú. Lúc này, vua làm sao biết rằng người ở bên cạnh mình tối qua chính là Ga In. Các cung nữ đi lên đi xuống trong cung đều cảm thấy ngạc nhiên. Vua ngày xưa lạnh lùng, biến đổi thế nào mà bây giờ lại có nụ cười rực rỡ như vậy? Lại đối xử với người khác thân thiện như vậy. Trong buổi chiều đầu tiên, người đứng đầu các hộ gia đình đã gửi lên một cuốn sổ giả. Vua tất nhiên không tìm thấy gì. Nhưng anh đã nghi ngờ Lee Seung và nhóm của anh ta. Việc bắt quá nhiều người mạnh khỏe không phải để xây dựng cung điện, mà là để tập trận. Khi biết tình trạng tinh thần của vua đã cải thiện, pháp sư đến tinh túc sảnh, muốn đưa Mi Sun đi, nhưng tình cờ gặp thái hậu. Thái hậu tất nhiên không cho phép Mi Sun đi, bởi vì cô ta vẫn cần phải tiếp tục làm pháp sư che chở cho vua. Để bảo vệ Mi Sun, pháp sư không có lựa chọn khác ngoài việc đồng ý trở lại tinh túc sảnh. Sau khi thái hậu rời đi, pháp sư đã la mắng Mi Sun vì đã không nghe lời và gây rắc rối. Nhưng Mi Sun nói rằng cô chỉ muốn cố gắng hết sức để bảo vệ vua. Pháp sư ngã quỵ xuống đất, dường như mối duyên định mệnh này không ai có thể thay đổi được. Nhưng trước khi đạt được kết quả cuối cùng, con đường đầy gai góc chỉ có Mi Sun có thể tự mình vượt qua. Đây là một người mẹ đã mất con gái. Vào giữa đêm, bà mẹ hoảng sợ đến cực độ. Nhưng khi cô tỉnh dậy và phát hiện ra con gái mà cô tưởng đã chết lại hồi sinh, đang ngồi bên cạnh cô. Mẹ vẫn lo lắng vì thời tiết lạnh như vậy, tại sao lại mặc ít quần áo như vậy? Mẹ và con gái ôm nhau, vuốt ve khuôn mặt nhau. Mẹ ơi, xin mẹ hãy luôn khỏe mạnh, cô gái nói. Như vậy, người mẹ tỉnh giấc từ giấc mơ, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
và giấc mơ này chính là phép thuật mà pháp sư đã thực hiện để cứu Ga-in. Cô đã gửi Ga-in vào trong giấc mơ của mọi người. Chỉ trong một ngày trước, Mi-sun đã được đưa đến phòng của vua để chữa bệnh kỳ lạ của ông. Khi cô thấy vua hoảng sợ, Mi-sun đã sử dụng phương pháp của mình để an ủi ông, nhưng đột nhiên, vua tỉnh giấc, phát hiện có một người phụ nữ bên cạnh mình. Anh ta ngồi dậy, ép người phụ nữ xuống dưới cơ thể mình và gọi vệ sĩ đến. Tiếp theo đó, anh ta bắt đầu hỏi về thân phận của người phụ nữ. Cô ta nói rằng mình chỉ là một pháp sư che chở cho vua, giống như một phù chú để giải trừ khó khăn cho đức vua, đứng ở đỉnh chóp cuộc chiến quyền lực. Vua không tin tưởng. Nhìn người phụ nữ trông giống như người yêu đã mất của mình, vua nghi ngờ cô ta là con cờ mà kẻ thù với mình đã cử đến, cố ý sử dụng vẻ ngoài để cám dỗ mình. Vì vậy, anh ta gầm lên và ra lệnh giam cô ta vào ngục. Cũng vào buổi tối, Hoàng hậu Mi Kyung cũng mơ về Ga-in thời thơ ấu. Hoàng hậu thức dậy với nỗi hoảng sợ. Cô kể cho cha mình nghe về việc cô thường xuyên mơ về Ga-in và biết rằng sức khỏe của vua dần dần phục hồi do sự giúp đỡ của pháp sư Mi-sun. Mặc dù cô không biết rằng pháp sư Mi-sun chính là Ga-in, nhưng cô vẫn lo lắng. Dù là pháp sư hèn mọn, nhưng trực giác bảo cô rằng đây sẽ là một mối đe dọa lớn. Mặt khác, các viên chức cấp thấp nhanh chóng đổ tội cho cô ta với tội danh phản đối vua, muốn đánh dấu lên trán cô ta và trục xuất cô ta ra biên giới. Vua ngay lập tức đã cử những người tin cậy của mình để điều tra quá khứ của cô gái. Cái mà họ nhận được là cô gái thực sự là một pháp sư được ghi danh trong hội tinh túc, không phải là một trong những người thuộc phe của Lee Seung. Vua cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Trước giây phút Mi-sun bị xử phạt, anh đã gửi người hủy bỏ hình phạt của cô. Nhưng hình ảnh của Ga-in đã in sâu trong lòng vua. Lúc này, vua cũng hiểu rằng cô gái này với vẻ ngoài giống Ga-in chắc chắn sẽ mang đến cho mình những trải nghiệm khác biệt. Mi-sun được vua cho phép trở lại vị trí của mình như một pháp sư che chở. Rất nhanh, hoàng hậu biết về sự việc này. Cô đến nơi vua ở, mở ra một khe cửa, nhìn thấy ánh mắt mà vua nhìn Mi-sun. Hoàng hậu nén lấy cơn giận, trở về cung điện. Cô ta bùng nổ, trở thành hoàng hậu suốt 8 năm. Vua chưa bao giờ chạm vào cô, nhưng bây giờ lại có tình cảm với một pháp sư. Hàng ngày, Mi-sun nhìn vua đi vào giấc ngủ. Vì Ga-in, vua thỉnh thoảng lại nhớ đến cô. Một ngày, vệ sĩ giao lại cho vua một lá thư tìm thấy từ Mi-sun. Vua ngạc nhiên phát hiện ra, chữ viết của Mi-sun thậm chí giống hệt với Ga-in ngày xưa. Vào đêm Mi-sun lại đến để che chở. Anh ta hỏi về nguồn gốc của Mi-sun, nhưng vì đã mất trí nhớ khi còn nhỏ, Mi-sun cũng không biết về nguồn gốc của mình. Vua có chút mê muội, không ngừng đặt câu hỏi. Với đôi mắt đầy nước mắt, Mi-sun nói với vua, mặc dù rất giống, nhưng cô thực sự không phải là người mà vua đang tìm kiếm. Vua khó mà từ bỏ, anh tìm kiếm hồ sơ từ 8 năm trước, phát hiện rằng ghi chú về nguyên nhân cái chết của Ga-in rất ít, chỉ có 3 chữ, chết vì bệnh, nhưng căn bệnh này lại quá bất ngờ. Nếu cô ấy mắc bệnh trước khi được chọn, thì gia đình cô ấy sẽ không bị liên lụy. Nếu cô ấy mắc bệnh sau khi được chọn làm hoàng hậu, cô ấy cũng sẽ không bị đuổi khỏi cung điện. Nghĩ đến đó, vua càng muốn điều tra kỹ vụ việc này. Anh nghĩ đến vị vua tiền nhiệm thông minh, người chắc chắn đã nhận ra sự thật ẩn giấu và đã điều tra. Vì vậy, vua lén lút rời cung điện, tìm kiếm một người trong triều tiền nhiệm. Nhưng người đó né tránh không gặp. Điều này làm cho vua càng chắc chắn rằng cái chết của Ga-in có chỗ bí ẩn. Vua không nài nỉ, để lại lời muốn gặp mặt và đi. Người ta thường nói rằng duyên phận thật kỳ diệu. Vua và những người hầu đi dạo trên phố để giải tỏa căng thẳng, nhưng vô tình gặp lại pháp sư Mi-sun đang lang thang. Lúc này, Mi-sun đang bị một cửa hàng tranh sơn mài thu hút, ký ức mờ nhạt một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, quấy rối đến nỗi cô suýt nữa bất tỉnh. Rất may, vua kịp thời đến, giúp đỡ cô gái sắp ngã. Trong lúc trò chuyện thường nhật, vua bảo rằng anh ta cảm thấy mệt mỏi và đau nhức toàn thân, chắc chắn phù chú không phát huy tác dụng. Khi biết vua không đang không khỏe, Mi-sun lo lắng hỏi thăm. Cách cư xử lo lắng này khiến vua bối rối. Anh nhanh chóng chào tạm biệt và chuẩn bị trở lại cung điện. Chưa đi được vài bước, Mi-sun gặp hai người lớn đang trách mắng một đứa trẻ. Cô tốt bụng khi tiến lên can ngăn, khuyên hai người đừng cãi vã với một đứa trẻ. Nhưng ông chủ vẫn không chịu tha, thậm chí ra lệnh cho người hầu bắt cả Mi-sun. Trong lúc nguy cấp, vua đột nhiên xuất hiện. Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra. Vua nắm tay Mi-sun và chạy đi. Họ chưa chạy xa thì đã bị thu hút bởi một buổi biểu diễn múa rối trên đường. Hai người bị chủ nhóm kéo vào làm khán giả. Vua phê bình rằng màn kịch con rối chỉ là tầm phào, nhưng Mi-sun lại nói rằng nó rất thú vị. Vua nhìn Mi-sun mê mẩn, nghĩ rằng nếu Ga-in còn sống, cô ấy cũng sẽ giống Mi-sun, thích xem những màn kịch con rối lãng mạn như thế. Ngay lúc đó, hoàng tử Jae-hee, người đã luôn tìm kiếm Ga-in đi ngang qua, anh thấy hai người đang nhìn nhau say đắm, đôi mắt ẩm ướt, lẳng lặng rời đi trong nỗi buồn. 8 năm trước, anh đã sẵn sàng từ bỏ tư cách là hoàng tử, từ bỏ chức vụ, từ bỏ tất cả những gì mình có, chỉ để Ga-in đi cùng anh đến tận cùng thế giới. Nhưng Ga-in chỉ coi như đó là một trò đùa. 8 năm sau, anh vẫn sẵn lòng từ bỏ tất cả vì Ga-in, bởi trong lòng anh, cô gái đó chính là Ga-in. Nhưng bây giờ, anh không còn cơ hội nữa. Vua đã cướp đi tất cả của anh. Vào đêm, anh vẫn đến tìm Mi-sun, nói một loạt câu mà Mi-sun không hiểu. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại đi. Nếu anh yêu cô ấy, thì anh sẽ để cô tự quyết định. Ngày ngày,
Suy nghĩ về pháp sư Mi Sun khiến hoàng hậu càng ngày càng lo lắng. Cô muốn tìm đến Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu để thảo luận, nhưng khi đến cửa, cô tình cờ gặp mặt pháp sư đang rời khỏi điện của Thái Hậu. Hóa ra pháp sư cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của Mi Sun. Cô vừa báo cáo với Thái Hậu về việc thay thế pháp sư Mi Sun bằng một pháp sư hầu phòng. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa vua và hoàng hậu, khi gặp pháp sư, hoàng hậu thẳng thắn nói rằng pháp sư Mi Sun trông giống một người quen cũ. Pháp sư nói rằng hoàng hậu không cần lo lắng. Pháp sư Mi Sun sẽ không còn vào cung nữa. Cô khuyên hoàng hậu đừng tìm đến Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu để gây rối nữa. Tuy nhiên, hoàng hậu không muốn dừng lại khi nhìn thấy điều này. Pháp sư hỏi, khi nào cô nghe thấy tiếng khóc từ đứa trẻ trong Đông Hoàng Điện? Điều này khiến hoàng hậu thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ này đã làm hoàng hậu trong 8 năm. Nhưng vẫn còn là trinh nữ, cô cuối cùng đã quyết tâm ra sức tấn công, buộc vua phải vào động phòng. Vì vậy, cô đã tìm đến cha mình. Lee Seung, người có quyền lực lớn trong triều đình, cô nói với cha rằng vua có tình cảm yêu mến với pháp sư Mi Sun. Pháp sư vào cung để giúp vua có sức khỏe tốt, nhưng mỗi lần vua từ chối vào động phòng, anh ấy đều dùng lý do là sức khỏe không tốt. Nếu sức khỏe không tốt, thì đó chính là do pháp sư không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Lee Seung hiểu ngay lập tức lên tiếng khuyên vua phải coi trọng đất nước và gia tộc. Cần sớm có người thừa kế, vua thật sự đã mắc bẫy, nói rằng sức khỏe không tốt. Lee Seung nắm lấy lời này và nói, pháp sư Mi Sun đã vào cung từ lâu, nhưng không thể giúp vua phục hồi sức khỏe, tội lỗi của cô nên bị trừng phạt. Vua ngay lập tức bị chặn đứng vì pháp sư Mi Sun. Vua đã đồng ý vào động phòng. Vào đêm, anh đến nơi hoàng hậu ở, thô lỗ kéo hoàng hậu lại và hoàn thành việc vào động phòng. Nhưng ngay lúc đó, một người đạo sĩ lại đang thực hiện phép thuật độc hại lên vua. Pháp sư cũng cảm nhận được một dòng chảy khí lạ. Rất nhanh, vua bất ngờ ngất xỉu. Cả cung điện lập tức hỗn loạn. Hoàng hậu một lần nữa thất bại trong việc tạo dựng ngôi vị của mình. Các thái y vô cùng bất lực và pháp sư Mi Sun một lần nữa được triệu vào cung canh giữ bên giường bệnh của vua. Nhờ sự bảo vệ của Mi Sun, vua cuối cùng đã tỉnh lại. Khi thấy vua tỉnh lại, Mi Sun rất vui mừng. Vua còn đùa cợt với Mi Sun, cô lo lắng cho tôi à? Cô lo rằng tôi sẽ rơi vào vòng tay của người phụ nữ khác à? Thất bại trong việc động phòng, hoàng hậu không thể chịu đựng được. Cô đã tố cáo trước mặt quốc mẫu, tức là mẹ của vua và thái hậu, rằng có lẽ do pháp sư Mi Sun yêu mến vua nên đã âm thầm thực hiện phép để phá hoại việc động phòng. Trong cung điện, có lời đồn rằng pháp sư Mi Sun đã dùng sức mạnh ma thuật để quyến rũ vua, nhận được sự yêu mến vượt qua địa vị của mình. Bên ngoài cung, Lee Seung và đồng bọn hắn cũng muốn lợi dụng sự kiện này để hoàn toàn kiểm soát vua. Ngay sau đó, họ đã giam cầm Mi Sun. Lee Seung nói với Mi Sun rằng chỉ cần cô công nhận rằng do cảm xúc đã phát sinh giữa cô và vua trong thời gian cô ngăn chặn tai họa, nên cô đã thực hiện phép thuật để phá hoại việc động phòng, cô sẽ được miễn khỏi cái chết. Tất nhiên, Mi Sun từ chối vì pháp sư được coi là người hạ đẳng. Nếu vua có cảm xúc với một người hạ đẳng, anh sẽ bị các quan chức và học giả coi là mất đạo đức. Lúc đó, vua sẽ mất thêm nhiều sự ủng hộ trong triều đình để làm cho Mi Sun thú nhận. Lee Seung đã tra tấn cô một cách khốc liệt khi biết về việc này. Vua ngay lập tức đến. Điều này chính là những gì Lee Seung mong muốn. Nếu vua cứng rắn đưa Mi Sun đi, mối quan hệ giữa hai người sẽ tự nhiên rõ ràng và vua cũng sẽ bị mọi người chỉ trích. Lần này, vua đã bị Lee Seung kiểm soát hoàn toàn. Anh chỉ có thể trở về cung điện với một trái tim đầy giận dữ. Anh lại một lần nữa không thể cứu được người phụ nữ mình yêu. Trong lúc này, Mi Sun đang phải chịu đựng sự tra tấn khắc nghiệt, thực sự khiến người ta đau lòng, dù Lee Seung có ép buộc như thế nào. Cô vẫn không thừa nhận mình đã dùng phù chú lên vua. Tuy nhiên, Lee Seung đã ra lệnh phải đánh Mi Sun cho đến khi cô thừa nhận. Lúc này, pháp sư đã chạy đến nơi ở của Thái Hậu, dùng việc âm mưu giết chết Ga In 8 năm trước làm vũ khí để đe dọa, yêu cầu Thái Hậu cứu Mi Sun. Thái Hậu tức giận vô cùng, nhưng đúng lúc này vua đã đến, pháp sư rút lui ra. Vua cũng đồng ý với Thái Hậu cứu Mi Sun và hứa với Thái Hậu rằng anh sẽ trả ơn trong tương lai. Thái Hậu đã tận dụng cơ hội này để đồng ý với yêu cầu của vua. Ngay khi Mi Sun chỉ còn hơi thở mong manh, hoàng tử Jae-hee đã xông vào, khẳng định rằng vào đêm động phòng của vua, anh và Mi Sun đã ở cùng nhau. Hoàng tử Jae-hee sẵn lòng tự mình phá hoại danh tiếng của mình để cứu Mi Sun. Lúc này, Thái Hậu cũng đã cử người mật báo cho Lee Seung, yêu cầu anh dừng việc tra tấn. Tuy nhiên, Mi Sun vẫn chưa được thả và một lần nữa bị đưa vào ngục. Hoàng tử Jae-hee đã tìm đến vua và giống như 8 năm trước, anh muốn xin vua cho phép gả pháp sư Mi Sun cho mình. Nhưng vua đã từ chối mà không nghe, cho rằng việc này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình hoàng gia. Hoàng tử Jae-hee nói rằng chỉ cần vua đồng ý loại bỏ anh khỏi gia đình hoàng gia, anh sẽ từ bỏ tất cả chức tước và lãnh địa của mình. Vua vẫn từ chối, anh chỉ sợ rằng Mi Sun sẽ bị hoàng tử Jae-hee cướp đi, chỉ sợ rằng giống như 8 năm trước. Tình yêu của mình dành cho Ga In không bằng hoàng tử Jae-hee. Hoàng tử rời cung điện trong sự bực bội. Rất nhanh, Mi Sun bị kết án với tội danh làm mê hoặc họ hàng hoàng gia và sắp sửa bị đày ra vùng biên giới, chăm sóc cho binh lính và người dân bị trục xuất vì đã cứu Mi Sun. Hoàng tử Jae-hee đã bị Lee Seung đề nghị trừng phạt vì đã làm mờ danh tiếng của gia đình hoàng gia. Vua không đồng ý, nhưng Lee Seung đã quyết định trước rồi mới báo cáo sau.
và đã cử binh lính canh gác trước cửa của hoàng tử, tạo ra một tình trạng giam hãm. Sau khi nhận được chỉ thị cấm đi lại, hoàng tử bức xúc trong lòng. Anh cho rằng tất cả mọi thứ đều là do hành động của vua. Vua đã đến thăm Mi Sun ở nhà tù. Anh thấy cô bị thương đầy mình, đau khổ không chịu nổi. Anh đã cố tình giữ vẻ bình tĩnh vì anh muốn bảo vệ cô. Phương pháp bảo vệ của anh là để Mi Sun cắt đứt tình cảm với anh. Anh cố tình nói, tôi chỉ qua đây để nhìn cô. Giờ cô có thể tránh xa tôi rồi. Sau khi thăm Mi Sun, vua cảm thấy tuyệt vọng. Mi Sun đã luôn dành cho anh sự yêu thương không lời, nhưng anh chỉ mang đến cho cô đau khổ không ngớt. Anh chưa từng nói với cô bất kỳ lời nào ấm áp. Ở đây, pháp sư đã nhìn thấy dấu hiệu trên bầu trời, cho thấy rằng mối liên hệ đã bị cắt đứt sẽ được phục hồi theo ý trời, mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu. Nhưng chắc chắn sẽ có một cuộc xung đột đẫm máu. Pháp sư đã đến thăm Mi Sun trong tù, thấy cô bị thương nặng, cô cảm thấy rất ân hận và tự trách. Cô nhớ lại lời hứa với bạn của mình trước đó, hãy chăm sóc tốt Ga-in, nhưng cô đã để Ga-in phải chịu đựng nhiều đau khổ. Tất cả đều do cô không thực hiện tốt. Pháp sư đã quỳ trước mặt Mi Sun và nói với cô phải tin vào bản thân mình. Dù là việc gì, cô cũng phải quyết định theo ý muốn của mình, và Mi Sun là người mạnh mẽ và thông minh hơn bất kỳ ai khác. Cô chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn đúng. Mi Sun đã nhanh chóng được đưa đến biên giới, vua đã cải trang và âm thầm đưa cô đi một đoạn. Khi lính canh đang dẫn Mi Sun đi trên phố ồn ào, người dân xung quanh đã chỉ vào cô và chế giễu, rác và thức ăn đã được ném vào Mi Sun. Lúc đó, mẹ của cô tình cờ nhìn thấy Mi Sun, do chen chúc trong đám đông, mẹ cô đã té ngã, Mi Sun quay đầu nhìn lại. Có cảm giác không thể giải thích được, cứ như vậy hai mẹ con một lần nữa bị ngăn cách, trong khi đó ở trong cung, hàng đêm. Tiếng khóc của một cô gái vang lên, khiến hoàng hậu đã làm nhiều việc xấu sợ hãi, cô ta lo lắng hỏi người hầu bên cạnh. Cô có nghe thấy không? Nhưng người hầu bối rối, chẳng có tiếng động lạ nào cả. Khi hoàng hậu nhìn vào gương, cô thấy hình ảnh của Ga-in từ thời thơ ấu, tiếng khóc kỳ lạ này còn vang vọng bên tai thái hậu, người đã làm nhiều điều xấu, khiến cô ta sợ hãi vô cùng. Họ cho rằng đó là hồn ma của người vợ đã mất của hoàng tử. Quan nội cung nói rằng họ nên tìm pháp sư ở tinh túc sảnh để xử lý. Nhưng sau sự kiện lần trước, thái hậu đã nghi ngờ pháp sư. Quan nội cung nói thêm rằng họ có thể tìm một người để hóa thân làm người tiếp linh, tức là để một người sống vào đông hoàng điện để chấp nhận hồn ma. Chỉ có pháp sư Mi Sun có thể làm được điều này, nhưng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Thái hậu nói rằng đây chính là cơ hội để pháp sư Mi Sun thực hiện và đưa cô trở lại trong cung. Dán lên bốn bức tường những phù chú để ngăn chặn linh hồn trốn thoát. Người phụ nữ này bị giam vào căn phòng ma ám, cô ấy tìm khắp nơi để tìm cách thoát ra. Cô nhận ra rằng căn phòng đã được dán đầy phù chú và nhìn thấy quần áo của người vợ đã mất của hoàng tử trên sàn nhà. Cô hiểu rằng mình được yêu cầu tiếp linh. Đó là khi linh hồn của người chết và người sống va chạm, khiến cả hai đều bị tiêu diệt. Hôm nay xảy ra nguyệt thực, mặt trời bị che khuất và bóng tối đang chiếm ưu thế. Người phụ nữ nhìn thấy vợ của hoàng tử đã mất đang ngồi trước mặt cô. Cô hỏi vợ của hoàng tử rốt cuộc có oan ức gì. Vợ của hoàng tử từ từ quay đầu lại. Và trong khoảnh khắc cô nhìn thấy vợ của hoàng tử, cô đột nhiên tỉnh dậy, nhận ra mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng lúc này, ngực cô nặng nề như thể có ai đó bóp cổ. Cô từ từ bò về hướng cửa. Một số ký ức mơ hồ liên tục hiện lên, hiện tượng mặt trời bị che khuất sắp kết thúc. Cô từ từ nhớ lại chuyện xảy ra 8 năm trước. Hóa ra cô chính là vợ của hoàng tử bị hại năm đó. Cô đã tìm thấy linh hồn của mình trong căn phòng này. Ngày hôm sau, quan nội cung quan sát mở cửa phòng, lính canh dũng cảm đi kiểm tra sự sống còn của người phụ nữ. Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên. Cô không chỉ còn sống, mà còn giống như đã trở thành một người khác, mặt trời và mặt trăng hợp lại. Pháp sư cũng cảm nhận được sự tỉnh dậy của mặt trăng Joseon. Mi Sun, người đã hoàn thành nghi thức tiếp linh, đã được chuyển đến vùng biên giới. Hoàng tử Jae-hi biết rằng Mi Sun sẽ bị đưa đến đây, anh đã đợi từ sớm. Anh nhìn thấy một đám người đang chịu đựng nỗi khổ và không có tiền để chữa bệnh. Một cô gái nghèo đang bệnh nặng và hoàng tử đã cứu cô, quần áo của anh bị dính đầy nôn của cô gái. Tất cả những điều này đều được Mi Sun, người đến muộn một bước, chứng kiến. Cô đã nhìn thấy sự tốt bụng và đặc biệt của hoàng tử Jae-hi. Hoàng tử cũng rất vui khi thấy Mi Sun khỏe mạnh trở lại. Mi Sun đã lén lút tìm đến người hầu từ thời thơ ấu của mình. Min Seo mới biết rằng Mi Sun đã lấy lại được ký ức của mình. Hóa ra vì muốn bảo vệ Mi Sun, cha cô đã cho cô uống thuốc. Cô gái mắc bệnh tâm thần đã bị lừa vào cung điện. Đó là một tội ác nghiêm trọng, cha cô không có lựa chọn khác ngoài việc cho cô uống thuốc. Pháp sư đã giấu cô trong một ngôi mộ để cứu cô. Những người biết về việc này chỉ có pháp sư và cô. Họ đã giữ kín vì muốn bảo vệ cuộc sống của cô gái. Ngày hôm đó là ngày giỗ của cha Mi Sun. Mi Sun và Min Seo cùng nhau đến thăm mộ. Lại một lần nữa đối mặt với hình ảnh của cha mình, Mi Sun đầy nỗi nhớ nhung và tự trách bản thân. Lúc này, mẹ và anh trai Mi Sun cũng đến đây. Mẹ Mi Sun nói với anh trai của cô rằng cha họ đã luôn sống trong đau khổ và tự trách mình vì sự ra đi của Mi Sun. Khi cha cô thấy anh trai cô kết hôn với công chúa, ông ta cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
nhưng lại cảm thấy có lỗi với Mi-sun nên ông đã tự vẫn. Nghe những điều này, công chúa sợ hãi đến mức đánh rơi đồ lễ tế trong tay. Mẹ Mi-sun cũng bày tỏ nỗi nhớ mong và tình yêu của mình dành cho Mi-sun. Mi-sun, người đang nghe từ phía sau bức tường, không dám đến gặp mẹ, cô chỉ có thể khóc thầm. Trước khi sự thật được tiết lộ, cô không dám tiết lộ danh tính của mình, nếu không sẽ đem đến nguy hiểm cho gia đình mình. Mặt khác, hoàng đế cũng đã tìm hiểu, có thể Ga-in năm đó đã chết do phép thuật. Ngài đã lập tức triệu tập pháp sư, nhưng pháp sư không ngay lập tức gặp ngài mà đến tìm Mi-sun trước. Pháp sư kể cho cô biết tất cả những sai lầm mà cô đã từng mắc phải. Mi-sun nói rằng điều cô không thể chấp nhận nhất chính là việc pháp sư đã nói với cha cô rằng cô đã chết. Cha cô đã tự trách mình vì nghĩ rằng mình đã giết chết con gái và tự tử. Pháp sư nói với Mi-sun rằng một phần cô đã phải thực hiện lời hứa với người bạn đã mất để cứu Mi-sun, một phần cô phải làm theo mệnh lệnh của Thái hậu. Pháp sư còn kể cho Mi-sun biết rằng lúc đó, để nguyên rủa đã gây ra sự chết chóc, cần có nạn nhân để hy sinh, công chúa đã tự nguyện làm hy sinh để thực hiện nguyện vọng của mình. Tham gia vào lời nguyền, cầu xin cho cái chết của Mi-sun, nhưng công chúa cũng là lá chắn cho Thái hậu. Thái hậu cố tình đưa công chúa vào. Ngay cả khi sự thật được phơi bày, cũng chỉ có thể che giấu nó. Nếu không, công chúa sẽ bị trừng phạt, thì anh trai của Mi-sun, người là chồng của công chúa, cũng không thể tránh khỏi liên quan. Mi-sun đã biết sự thật về tất cả mọi sự việc, nhưng cô cảm thấy rất bất lực, cô không thể tiết lộ sự thật. Cô khó khăn và đau khổ vì không thể nhận người thân của mình. Ngày hôm sau, pháp sư vào cung để diện kiến. Vua hỏi cô liệu ma thuật đen có thể giết người hay không. Pháp sư trả lời rằng không thể. Nếu muốn sử dụng ma thuật đen để giết người, người thực hiện phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Vì vậy, không có pháp sư nào sẽ làm như vậy. Vua vẫn không hiểu được, nếu không phải do ma thuật khiến Ga-in mắc bệnh nặng và qua đời, thì lúc đó tinh túc sảnh được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy là vì lý do gì? Ngài bất ngờ nhớ lại những gì người điều tra nói với mình sau khi Ga-in ngừng thở. Người cha của cô đã ôm cô trong vòng 2 giờ đồng hồ và cơ thể của cô vẫn còn ấm. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng đó là do hơi ấm của người cha truyền vào cô. Nhưng bây giờ dường như cô chưa chết. Ngài nhớ lại thời gian gần đây, ngài đã lạnh lùng với Mi-sun để phân biệt cô với Ga-in của ngày xưa và ngài hối hận không kịp. Ngày hôm sau, vị vua một lần nữa triệu tập pháp sư. Khi thấy không thể giấu chuyện nữa, pháp sư cho vị vua biết Mi-sun chính là Ga-in của ngày xưa. Tất cả những giả thuyết đã trở thành sự thật. Vua lảo đảo bước ra khỏi cung điện. Ngày xưa, ngài không thể bảo vệ Ga-in, và bây giờ, ngài lại để Mi-sun phải chịu đủ mọi đau khổ. Ngài thực sự không xứng đáng được yêu Ga-in. Cuộc điều tra của vua cũng đã thu hút sự chú ý của Lee Seung. Anh ta cũng bất ngờ nhận ra rằng Ga-in thời niên thiếu và Mi-sun hiện tại thực sự rất giống nhau. Để ngăn chặn sự phát giác, anh ta muốn cử người đi giết Mi-sun. Vua đã tìm thấy Mi-sun, nhìn thấy Mi-sun mà anh ấy mong đợi ngày đêm ngay trước mặt. Hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại, ôm nhau khóc. Thấy cảnh này, hoàng tử Jae-hee rời đi trong sự chán chường, nhưng đột nhiên, một đám người mặc áo đen kín mặt. Do Lee Seung cử đến lao vào vua và Mi-sun để bảo vệ Mi-sun, tay của hoàng tử Jae-hee bị đâm. Trong lúc hoảng loạn, vua và vệ sĩ chiến đấu với những người mặc áo đen. Trong lúc hỗn loạn, hoàng tử Jae-hee đã đưa Mi-sun đến chùa nơi mẹ anh ta ở. Trước khi có thể giới thiệu với mẹ, hoàng tử Jae-hee đã bất tỉnh. Sau khi xử lý vết thương cho hoàng tử Jae-hee, mẹ anh ta nhớ ra cô gái trước mắt chính là Ga-in. Sau khi xác nhận lần nữa, mẹ hoàng tử vừa buồn vừa đau. Đây lại là một mối duyên nợ. Tại sao lại là Ga-in? Bà biết rằng Ga-in từ thuở nhỏ là vợ của hoàng tử. Tại sao lại chính là cô ấy? Để hoàng tử Jae-hee có thể từ bỏ giàu có và danh vọng vì cô ấy và đứa con trai của bà trong tình yêu khó khăn này, biết bao nỗi đau và bất lực. Vua sau khi thoát khỏi những người mặc áo đen, trở về cung và tức giận. Anh ta ghét Lee Seung, người đã ra lệnh giết mình, và cũng không thích hoàng tử Jae-hee đã đưa Mi-sun đi. Anh ta đã sai người đi tìm Mi-sun và Jae-hee ẩn nấp. Jae-hee đã tỉnh lại, thấy Mi-sun vẫn còn, anh rất vui mừng. Mi-sun biết rằng hoàng tử đã phát hiện ra danh tính của mình từ rất lâu, nhưng anh ta không muốn chấp nhận sự thật. Anh hy vọng Mi-sun mãi mãi là pháp sư, mọi niềm vui như một ảo mộng tan biến. Anh nhớ những ngày Mi-sun sống trong cộng đồng người thường. Mi-sun rất biết ơn hoàng tử, người đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ. Nhưng những gì hoàng tử Jae-hee muốn, cô không thể đáp ứng. Mi-sun khuyên Jae-hee rằng anh có thể gặp được một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn. Khi Mi-sun chuẩn bị ra đi, hoàng tử Jae-hee đã nắm lấy tay cô, muốn cầu xin Mi-sun ở lại bên mình. Chính lúc này, vua đã đến và đã bắt người đưa Mi-sun đi. Anh ấy giấu Mi-sun vào phòng bí mật ở trong cung của mình. Anh rất háo hức, cuối cùng đã gặp Mi-sun sau khi cô đã thay đổi trang phục. Lúc này, Mi-sun nói với vua rằng trái tim của cô đã thuộc về anh. Vua rất phấn khích và hai người lại ôm nhau. Mi-sun và vua cuối cùng đã đến với nhau. Mi-sun muốn sống theo cách này, miễn là cô có thể ở bên vua. Kể cả nếu cô không được biết đến bởi người khác, cô không quan tâm đến cuộc sống ẩn nấp không có ánh sáng, miễn là có thể ở bên vua. Cô không muốn để vua phải đau lòng vì tìm ra sự thật. Vào buổi tối, vua và Mi-sun nắm tay nhau lần đầu tiên và đã ngủ một đêm ngọt ngào để chiếm được người phụ nữ từ tay vua.
người đàn ông đã đặt lưỡi dao lên cổ vua. Vua nói với anh rằng chỉ cần anh giết mình, anh sẽ có được ngai vàng và cũng sẽ có được người phụ nữ mà anh yêu. Người đàn ông biết đây chỉ là một thử thách và cuối cùng anh không thể giết vua, anh chỉ có thể nhìn Mi-sun, người mà anh yêu. Và vua sống hạnh phúc bên nhau. Khi hoàng tử Jae-hee trở về nơi ở của mình, quyền thần Lee Seung tìm đến anh, muốn đẩy anh lên ngai vàng. Jae-hee là một người chính trực, làm sao anh ta có thể dễ dàng phản bội? Lee Seung lại so sánh hoàng tử và vua, dùng việc vua cha đã yêu ái vua. Và để Mi-sun làm vợ của hoàng tử để khích lệ Jae-hee, nhưng hoàng tử Jae-hee hiểu rõ âm mưu của Lee Seung và rõ ràng bảo anh ta rằng anh ta đã nhìn nhầm người. Anh không phải kẻ nhỏ bé nào đó, mà sẽ phản quốc vì sự oán giận và ghen tị. Hơn nữa, vinh quang, giàu có, danh dự, quyền lực, ngôi vị, anh không quan tâm tới tất cả những thứ đó. Lee Seung rất thất vọng, nghĩ rằng nếu quân cờ vô dụng chỉ có thể bị vứt bỏ. Khi Lee Seung vừa chuẩn bị rút kiếm, hoàng tử Jae-hee nói rằng điều anh ta muốn là Mi-sun, mục đích cuối cùng của hoàng tử Jae-hee là gì? Sự chân thành hay là gì khác? Lúc này, bỗng dưng Thái hậu tìm đến, yêu cầu vua cho Mi-sun cho họ, đồng thời yêu cầu vua không điều tra vụ việc 8 năm trước nữa. Vua đang tìm đến sự thật nên tự nhiên không chấp nhận. Thái hậu nói với vua rằng Thái thượng hoàng cũng từng điều tra, nhưng cuối cùng đã chọn che giấu. Khi tìm hiểu đến cuối cùng, vua sẽ mất đi người mình yêu quý nhất. Vua không hiểu ý nghĩa nên đã đuổi Thái hậu đi. Anh nói với Mi-sun rằng anh sẽ đòi lại công lý cho cô, nhưng Mi-sun lại nói những chuyện đã qua hãy để chúng qua đi, nhưng vua vẫn cứng đầu muốn tìm ra sự thật. Chỉ sau một vài ngày, điều tra viên mà ông gửi đi đã báo cáo lại rằng phép thuật đen dùng để giết chết Ga-in phải yêu cầu một sự hiến tế, người hiến tế không cần phải trả giá gì, nhưng họ phải có một nguyện vọng mạnh mẽ muốn giết chết người khác. Vua nhớ lại những manh mối trước đây, trước khi Thái Thượng Hoàng dừng lại cuộc điều tra. Ông đã từng đến nơi cư trú của công chúa và cung điện của Thái Hậu. Ông đã biết sự thật, người mà ông sắp mất, người thân thiết nhất với mình, chính là em gái ruột của mình. Công chúa So-hyun, năm xưa, Thái Thượng Hoàng cũng đã điều tra đến mức này rồi từ bỏ. Ngày xưa, ông nghĩ rằng cha mình yếu đuối, nhưng thực ra cha mình chỉ đang bảo vệ họ. Bảo vệ có nghĩa là phải từ bỏ. Bảo vệ công chúa So-hyun đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàng tử Figa-in. Bảo vệ ông đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàng tử Jae-hee. Trước đây, ông cũng từng là hoàng tử chỉ muốn tìm kiếm sự thật và công lý. Nhưng giờ đây, ông đã trở thành một vị vua cần phải cân nhắc lợi ích trong mọi chuyện. Ông đã quên mất khát vọng ban đầu. Ông bị chính mình coi thường. Trong cuộc giao nhau của không gian và thời gian, ông quyết định phải điều tra đến cùng. Ông tìm đến công chúa So-hyun khi nói ra sự thật. Công chúa So-hyun khóc nói rằng, năm xưa cô thật sự không biết rằng việc cô làm sẽ giết chết Ga-in. Chỉ là Thái hậu nói với cô rằng làm như vậy cô mới có thể kết hôn với Si-wan. Cô ấy xin anh trai đừng nói cho chồng cô Si-wan biết và xin anh trai hãy để cô sinh con trước. Nghe đến từ con, vua một lần nữa rơi vào tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Khi công chúa So-hyun trở về nhà, cô đã chịu đựng cảm giác dằn vặt mãi không ngớt và ngã vào lòng Si-wan, khóc không kiểm soát được. Trong cung, Mi-sun khuyên vua nên từ bỏ. Vua khóc nức nở và nói không thể từ bỏ. Phải chăng những năm tháng cô đã trải qua không đáng thương sao? Phải chăng cái chết của cha cô không oan ức sao? Ngày hôm sau, vua tìm đến Thái hậu và yêu cầu cô ta ngay lập tức đến cung điện ở ngoại ô nghỉ ngơi, không được trở về kinh đô mà không có sắc lệnh. Tất nhiên, Thái hậu không muốn, vua nói đây là lời tôn kính cuối cùng dành cho cô ấy, dù việc 8 năm trước có liên quan đến công chúa hay ai khác. Ông sẽ điều tra đến cùng. Mất đi lá chắn là công chúa, Thái hậu chỉ còn lại sự tức giận. Khi Lee Seung biết được Thái hậu bị đẩy xuống, ông phải hành động trước. Loại bỏ tất cả những người gây phiền phức xung quanh mình, người mặc đồ đen do Lee Seung cử đến bắt đầu vây hãm Si-wan khi Si-wan không còn biết phải làm gì. Người hầu gái của anh, Min-seo, đã lao ra. Min-seo đã dốc sức bảo vệ Si-wan, nhưng cuối cùng, Min-seo vẫn không thể chống lại người mặc áo đen. Cô bị họ đâm trọng thương và nằm trong vòng tay của Si-wan. Min-seo nói với Si-wan rằng, từ khi cô đến nhà này, sau khi cậu chủ đã đặt cho cô cái tên Min-seo, không ai gọi cô là cô bé nữa. Từ thời điểm đó cho đến bây giờ, cô luôn giữ tình cảm dành cho cậu chủ trong trái tim mình. Nhưng cuối cùng, Min-seo vẫn chết trong vòng tay cậu chủ để bảo vệ anh. Cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Khi biết tin Min-seo đã qua đời, mọi người xung quanh đều khóc thương. Mi-sun cũng khóc không ngừng. Nghe được tin này, vua nhận ra rằng Thái hậu có thể đang gặp nguy hiểm. Khi anh gửi người đi bảo vệ Thái hậu đã bị Lee Seung đầu độc và giết chết. Lee Seung và hoàng tử Jae-hee đã đặt ngày âm mưu đánh đoạt ngôi vua. Vào đêm hôm đó, tất cả những người ủng hộ hoàng tử Jae-hee tụ tập lại. Lee Seung nói rằng cuộc biểu diễn võ nghệ ở cung điện trong vài ngày tới sẽ là thời điểm tốt nhất, lúc đó sẽ lật đổ vua và đưa hoàng tử Jae-hee lên ngôi. Jae-hee lấy ra một quyển sổ viết tên của mình, sau đó yêu cầu những người âm mưu phản loạn viết tên của mình xuống và nói với mọi người rằng đây là danh sách những người đã có công trong cuộc đảo chính. Pháp sư thấy rằng mặt trời và mặt trăng đang giao nhau, biết rằng một sự kiện lớn sắp xảy ra. Cô muốn dự đoán xem đó là may mắn hay tai họa, vì vậy cô lấy ra một bát nước sạch, gắn kết đôi tay lại và bắt đầu đọc lời nguyền.
một luồng khí thổi vào, nước trong bát biến thành máu, biểu thị rằng một tai họa máu sẽ xảy ra. Vì vậy, cô ngay lập tức vào cung và gặp Mi-sun. Sau khi nói với nhau một cách ngắn gọn, cô nói với Mi-sun rằng có người sẽ dùng phép thuật để hại cô vào đêm nay. Mi-sun giật mình và lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến vua. Pháp sư nói rằng cô sẽ chặn lại lời nguyền này cho cô. Vào đêm hôm đó, pháp sư rạch lòng bàn tay của mình, để máu nhỏ vào phù chú. Sau đó đốt cháy phù chú trong lò hương. Khi phép thuật tiếp tục, một đám khói đen từ trong lò hương trỗi lên. Cô dùng hết sức lực để chặn lại lời nguyền. Tự bản thân cô cũng nôn ra máu và ngã xuống đất. Một pháp sư khác cố gắng để thực hiện lời nguyền đột nhiên ngã xuống. Pháp sư của hoàng hậu đã không thể nguyền rủa thành công và đã bị nhập hồn. Cô đưa ra nhiều tội danh cho hoàng hậu, khiến hoàng hậu như bị ma ám và hoảng loạn không thôi. Từ đó, cô trở nên điên dại. Hóa ra trước đó, hoàng hậu, dù là hoàng hậu của quốc gia, nhưng vì không nhận được một chút tình yêu từ vua, cô ấy đã có những suy nghĩ cực đoan. Hoàng hậu đã gọi một pháp sư khác, yêu cầu cô ta thực hiện một lời nguyền đen tối đối với Mi-sun, để Mi-sun phải chịu đau đớn một lần nữa. Hoàng hậu biết rằng nếu có một hiến tế tốt, Mi-sun sẽ chết ngay lập tức. Khi nghe thấy điều này, cô ngay lập tức nói với pháp sư rằng chính cô là vật hiến tế tốt nhất. Nhưng tai họa này vẫn chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu. Ngày hôm sau, ngày hội trình diễn võ thuật hoàng cung. Thực sự là lúc nguy hiểm đến, vua bước xuống bậc thang, các quan viên xung quanh đều có dự định riêng. Ông nhìn vào quan quyền lực Lee Seung, sau đó nhìn vào anh trai của mình, hoàng tử Jae-hee, ánh mắt của Jae-hee tránh né. Lúc này, đội quân của Lee Seung từ bốn phương tám hướng chạy đến sân tập võ, cuộc nổi loạn bắt đầu, vua và Jae-hee đứng lưng kề lưng, rút kiếm và hướng vào cổ họng của đối phương. Lee Seung đứng sau Jae-hee, kêu gọi anh nhanh chóng loại bỏ vị vua bất tài vô dụng này. Jae-hee lập tức đẩy kiếm của vua ra xa, quay người lại chém hai tên phản loạn này, mở ra một con đường thoát thân. Vua nhanh chóng chạy lên bậc thang của cung điện. Hóa ra vua và Jae-hee đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ từ trước, dùng việc Jae-hee giả vờ nổi loạn để lôi Lee Seung và đồng bọn hắn ra khỏi bóng tối, và một mạng lưới đã được chuẩn bị từ trước để bắt họ. Vua đứng trên bậc thang, những người lính đã chuẩn bị từ trước đã bao vây toàn bộ những kẻ phản loạn. Vua ra lệnh và một cuộc chiến loạn lạc bắt đầu. Sau một trận chiến khốc liệt, phần lớn những kẻ phản loạn đã chết hoặc bị thương. Cuối cùng, chỉ còn lại Lee Seung. Jae-hee vung kiếm chém giết Lee Seung. Ở xa cửa cung điện, một kẻ phản loạn khác từ từ đứng dậy. Vua nhắc nhở Jae-hee. Jae-hee từ từ quay lại, sau đó anh lại quay lại. Anh và vua nhìn nhau, anh không tránh né. Đây là cách tốt nhất của anh để bảo vệ vua. Không có anh, cũng sẽ không còn cuộc nổi loạn do anh gây ra. Jae-hee run rẩy trao cho vua danh sách tên của những kẻ phản loạn trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh lại nhớ đến Ga-in của ngày xưa, yêu người không nên yêu, sinh ra trong gia đình không nên sinh ra. Jae-hee đã đi hết cuộc đời đau khổ của mình với nụ cười. Lúc này, trên bầu trời Joseon, hai mặt trời hợp lại thành một. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô pháp sư nhỏ đã bắt đầu khóc trong đau đớn. Gọi tên người anh trong lòng mình, pháp sư nhìn lên bầu trời, cô biết rằng những điều phải xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra. Tình yêu và thù hận giữa một mặt trăng và hai mặt trời cuối cùng cũng đã kéo màn đóng lại. Hoàng hậu Mi Ki-ung biết về âm mưu của cha mình. Cô biết mình chắc chắn sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Cô nhớ lại lúc mình mới vào cung, khi nhìn thấy hoàng tử, điều duy nhất cô muốn là trái tim của hoàng tử, nhưng tất cả đã trở thành hư không. Ở những khoảnh khắc cuối cùng, cô vẫn muốn chết như một hoàng hậu. Mi-sun cuối cùng đã gặp lại mẹ mình tại ngôi chùa, hai người ôm nhau khóc. Mẹ cô không dám tin rằng đây là sự thật, nghi ngờ rằng mình đang mơ. Anh trai cô cũng đã gặp lại Mi-sun. Sau một thời gian dài xa cách, gia đình họ cuối cùng đã được tái hợp. Người bạn tốt nhất đã mang linh hồn của hoàng tử Jae-hee đến bên mẹ anh. Do mất đi đứa con trai, người mẹ bị tàn phá bởi sự mất mát và không thể tự kiểm soát được bản thân. Anh đi ra sân và một lần nữa thấy được linh hồn của hoàng tử. Hoàng tử nói với người bạn của mình rằng anh không cần phải cười giả tạo nữa, không cần phải ép mình uống rượu mà anh không thích. Hoàng tử sẽ không bao giờ là mối đe dọa cho hoàng đế nữa. Điều quan trọng nhất là anh có thể yêu thương mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Điều đó tốt biết bao. Vài ngày sau, Mi-sun lấy lại danh phận của mình và trở thành hoàng hậu. Hai người yêu nhau trong thời đại hòa bình phồn vinh này. Vì lợi ích của quốc gia và quan trường, tình yêu của họ bị hành hạ. Họ bị buộc phải chia xa, nhưng cuối cùng, trên cao vẫn sắp xếp cho họ được gặp lại nhau. Sau 8 năm xa cách, họ cuối cùng đã được sống hạnh phúc bên nhau. Không lâu sau đó, cả hai đã trở thành cha mẹ. Con trai đầu lòng của họ là một đứa trẻ rất đáng yêu. Con trai của Mi-sun và con của Si-won chơi cùng nhau. Con trai của Mi-sun rất thích chơi với đao kiếm. Điều này khiến vua nói với mọi người rằng, con trai đầu lòng của anh rất giống hoàng tử Jae-hee, cũng có tính cách rất lạc quan và vô tư. Khi nói đến điều này, có lẽ mọi người đang cảm thấy nhớ về anh. Cuối cùng, dưới sự van xin của Mi-sun, vua đã tha thứ cho công chúa.
nhưng công chúa vẫn không nhận được sự chấp nhận từ gia đình. Ngày này, Siwan đưa con trai mình đi dạo trên phố và phát hiện có người đang theo dõi từ phía sau. Khi anh quay đầu lại, anh thấy công chúa đang khóc một mình ở phía sau. Công chúa nói với Siwan rằng cô ấy nhớ con quá, chỉ muốn lén lút đến đây để nhìn thấy con. Sau khi nói xong, cô quay đi. Siwan từ phía sau ôm chặt công chúa, nói với công chúa vì lợi ích của con và những người đã mất. Người vẫn mong muốn hạnh phúc cho người khác, cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này đã khiến gia đình Siwan cuối cùng cũng được sum họp, kết thúc bộ phim. Nhớ theo dõi kênh review của Lan nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.